Vương An Vũ là nam diễn viên trẻ được đánh giá là tiêu chuẩn của nền điện ảnh Trung Hoa. Anh được dự báo sẽ sớm trở thành một trong những nam thần thế hệ mới, không hề kém cạnh soái ca sơ mi trắng Dương Dương. Vương An Vũ đang được rất nhiều cô gái ví von là soái ca và người mê. Với chiều cao ấn tượng, khuôn mặt đẹp không gốc chết cùng khả năng diễn xuất ổn định, Vương An Vũ đã thành công chinh phục trái tim của khán giả. Đặc biệt, với nhan sắc ấn tượng của mình, Vương An Vũ còn là một trong số ít các diễn viên trẻ có thể đẹp trong mọi tạo hình tóc. Thời gian gần đây, khi thông tin về bộ phim Vai Trái Có Cậu liên tục được cập nhật, tên tuổi Vương An Vũ trở nên nóng hơn bao giờ hết. Trước đây, nam diễn viên từng tham gia một số bộ phim như Thiếu Nữ Lấp Lánh vai Phùng An Vũ, Mộng Hồi Đại Thành vai Thập Tam A Ca Dận Tường, 20 Bất Hoạt vai Đoàn Trấn Vũ, Trăm Năm Hòa Hợp Ước Định Một Đời vai Tưởng Chính Hàng, v.v. Xuất thân là Phú Nhị Đại. Nam diễn viên trẻ Vương An Vũ sinh năm 1998, sống tại Chiết Giang, Trung Quốc. Anh sở hữu chiều cao 1m83 và tốt nghiệp Đại học Truyền thông Trung Quốc chuyên ngành MC. Năm 2013, anh học tại trường trung học trọng điểm của tỉnh Chiết Giang, trường Dư Diêu. Năm 2016, anh thi đậu cả 3 chuyên ngành diễn xuất, phát thanh, đạo diễn trong cuộc thi nghệ thuật Chiết Giang. Trong giai đoạn tuyển sinh đại học, Vương An Vũ mới học phát thanh 1 tháng, đã giành hạng 37 trong kỳ thi trung học chuyên ngành. Anh còn tham dự kỳ tuyển sinh của trường Đại học Truyền thông Trung Quốc, đạt thành tích 614 điểm, là một học bá danh xứng với thực. Tháng 6 năm 2018, nam diễn viên tạo được danh tiếng nhất định khi tham gia show truyền hình Minh Nhật Chi Tử mùa 2. Anh sở hữu vẻ ngoài điển trai, nam tính và phản phất nét buồn như những tài tử Hồng Kông thời xưa. Ngoài ra, còn có thông tin Vương An Vũ được sinh ra trong một gia đình giàu có, là một Phú Nhị Đại. Mặc dù dựa theo những tin tức thu thập được trên xa lộ truyền thông, gia đình Vương An Vũ làm nghề gì chưa được tiết lộ, nhưng quả thật những diễn viên đến từ Chiết Giang đều có gia cảnh khá giả. Hơn nữa, Vương An Vũ từ nhỏ đã được học các loại nhạc cụ như saxophone, vì thế có thể suy đoán gia cảnh của anh không giàu thì cũng khá giả. Đối với vẻ điển trai nổi bật của Vương An Vũ, dân mạng ồ ạt để lại lời nhắn trên Weibo. Nhìn góc mặt nghiêng tôi đã phát điên rồi. Nhìn trộm giống Dương Dương. Luôn nói kiểu tóc bớt cất, kiểu tóc húi cua là kiểu tóc tiêu chuẩn nhất khảo nghiệm vẻ đẹp nam giới. Về phương diện mái tóc, Vương An Vũ và Dương Dương đều từng cắt qua kiểu tóc húi cua. Quá thật, hai người đều dễ dàng qua ải, đều nhận được sự công nhận là soái ca của làng giải trí. Thậm chí, vào trang cá nhân của hai người, họ còn có hàng loạt ảnh tạo dáng giống nhau, nhất là ảnh tự sướng, không nói ra còn ngỡ là cùng một người. Vai diễn ấn tượng của Vương An Vũ, Mộng Hồi Đại Thành. Năm 2019, một bộ phim lấy đề tài xuyên không vượt thời gian về triều Thanh mang nhan đề Mộng Hồi Đại Thành đã mang đến cho khán giả luồng sinh khí mới. Dù nam nữ diễn viên chính đều không phải ngôi sao đình đám, nhưng vẫn thu hút đông đảo khán giả đón xem và bàn luận rôm rã. Trong đó, Vương An Vũ thủ vai Thập Tam A Ca đã nhờ bộ phim này mà nổi như cồn, khiến anh trở thành nam thần thế hệ mới. Tuy khán giả còn xa lạ với cái tên này, nhưng anh vừa xuất hiện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Thật ra, đối với nam diễn viên mà nói, tạo hình cổ trang không phải là chuyện dễ dàng, mà người phù hợp với tạo hình nhà Thanh thì càng ít hơn. Nhưng Vương An Vũ với ngoại hình siêu điển trai đã làm được điều đó. Tạo hình nhà Thanh của anh khôi ngô, phóng khoáng khiến nhiều người xem không thể không suýt xoa. Trong phim Mộng Hồi Đại Thành, Thập Tam A Ca nằm mơ xuyên không đến thời hiện đại, làm quen với nhân viên văn phòng Tiểu Vi, Lý Lan Địch đóng. Từ đó, nảy sinh tình cảm với cô và phát triển thành tình yêu. Dù hai người không được sinh ra cùng thời đại, trong một lần cơ duyên hảo hợp, Tiểu Vi vì muốn mãi mãi ở được bên cạnh Thập Tam A Ca, cô bị lạc đường trong cố cung và xuyên không trở về thời nhà Thanh, trở thành tú nữ và một lần nữa gặp lại Thập Tam A Ca ở trong cung. Thập Tam A Ca hết mực yêu thương và che chở cho cô, sự ấm áp dịu dàng của anh cũng mê hoặc luôn khán giả. Là một hoàng tử nhưng Thập Tam không hề có mưu đồ tranh đoạt vương quyền, ngược lại, Thập Tam lại là một chàng trai chính nghĩa, phóng khoáng, thân thiện. Khán giả không chỉ bị thu hút bởi sự chu đáo tận tình của Thập Tam A Ca, quan trọng nhất là ngoại hình của anh quá bắt mắt, trở thành động lực để khán giả theo dõi bộ phim. Vương An Vũ có ngũ quan cân đối, đôi mắt to, sống mũi cao, chiều cao nổi trội, ngoại hình thuộc tuyết Mỹ Nam. Vì thế, được dân mạng phong làm nam thần mối tình đầu. Hơn nữa, Vương An Vũ còn được nhận xét khá giống Dương Dương, đều thuộc tuyết chàng trai hiền lành, dễ mến, khi nhìn thoáng qua quả thật khiến người ta khó phân biệt. Cuốn tiểu thuyết Thanh Xuân Vương Trường
trong năm hòa hợp ước định một đời của tác giả Tố Quang Đồng đã được chuyển thể thành phim với một bối cảnh trẻ trung giàu sức sống. Chuyện phim đậm chất hương phấn, lãng mạn, rất hợp với hội thiếu nữ ưa mơ mộng và thích màu hồng. Kịch bản xoay quanh mối tình của hai bạn học Tưởng Chính Hằng, Vương An Vũ và Hạ Lâm Hy, Hướng Hàm Chi. Trong bộ phim này, Vương An Vũ để mái tóc đầu đinh, thành công hóa thân thành Tưởng Chính Hằng, một cậu học sinh quậy phá, học kém, điển hình. Dù vậy đi chăng nữa, thì nhan sắc của Tưởng Chính Hằng đã khiến ba cô gái trong trường phải đổ gục. Chàng không lo học hành mà chỉ mải mê kiếm tiền phụ giúp gia đình. Vì vậy, kết quả học tập của chàng không tốt lắm. Giỏi nhất là môn tin học, trùm hiểu biết về máy móc, công nghệ. Cái tính của chàng thì ngang tàng, nổi loạn, thích gì làm nấy, không bận tâm suy nghĩ nhiều. Thế nên Chính Hằng bị liệt vào dạng học sinh cá biệt của trường học. Còn nữ chính Lâm Hy là con nhà người ta trong truyền thuyết. Nàng học giỏi là học sinh đứng đầu toàn trường. Đúng kiểu con ngoan trò giỏi, được bạn bè thầy cô vô cùng yêu quý. Họ là hai đường thẳng song song sống ở hai thế giới khác biệt, vậy mà định mệnh lại rẽ lối cho hai người gặp gỡ và nên duyên. Tại một khu quán nét, Lâm Hy đã gặp Chính Hằng. Lần gặp mặt đầu tiên đó đã gắn kết hai người xa lạ rơi vào một lưới tình rắc rối mà dễ thương. Lúc đó họ đấu khẩu, xem nhau như kẻ thù không đội trời chung. Một mối lương duyên oan gia ngõ hẹp đã bắt đầu. Sau đó, Chính Hằng là bạn học cùng lớp với Lâm Hy. Anh chàng gây ra biết bao rắc rối, khiến hạt cô nương đau đầu đối phó. Nam chính lúc nào cũng chọc ghẹo, lấy làm vui khi trêu đùa nữ chính. Tuy nhiên, Lâm Hy không phải bánh bèo tầm thường, nàng sẵn sàng lao vào biển lửa quyết đấu với bạn học Chính Hằng đến cùng. Thế rồi, lửa gần sơm lâu ngày cũng bén. Càng ở bên nhau, họ lại càng thấu hiểu hoàn cảnh, cuộc sống của đối phương, cảm nhận được tâm tư tình cảm của nhau. Từ đó, những rung động đầu đời chợt đến, họ xao xuyến, nhung nhớ về nhau và mối tình đầu đã nở rộ hương vị ngọt ngào. Phim đông đầy kỷ niệm đẹp đẽ về mối tình đầu, về tình bạn, về những tháng ngày tuổi trẻ luôn cháy trong mình niềm khao khát đam mê theo đuổi đến cùng ước mơ của bản thân. Ở đó, có niềm vui xen lẫn nỗi buồn, có sự yêu thương và những băn khoăn, lựa chọn để trưởng thành, bước đi trên đường đời. Mới đây, bộ phim truyền hình Tác giả hay Vai trái có cậu vừa công bố hình ảnh giới thiệu nhân vật nam chính Vương An Vũ và nhận được nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Tuy vai diễn chưa được nhà sản xuất tiết lộ, nhưng nhiều người khen ngợi hình ảnh đầy nam tính, rất phù hợp với vai diễn cổ trang mà nam diễn viên sinh năm 1998 đảm nhận lần này. Nếu như trong phim Mộng Hồi Đại Thanh, Vương An Vũ gây ấn tượng bởi người xem về sự điển trai theo phong cách trẻ trung ấm áp, thì tại phim Tác giả, nam nghệ sĩ nhìn trưởng thành điềm đạm hơn. Tuy vậy, nhiều người hâm mộ vẫn cho rằng Vương An Vũ vẫn giữ được nét đẹp cực phẩm vốn có. Thậm chí có bình luận cho rằng, Vương An Vũ thật sự là một tiềm năng trong dàn diễn viên trẻ, sở hữu nhan sắc cực phẩm cùng khả năng diễn xuất tốt, hứa hẹn sẽ còn phát triển nhiều trong tương lai. Tác phẩm tuy chỉ đang trong giai đoạn khởi quay, nhưng với hình ảnh hậu trường được tung ra, nhiều khán giả đã không khỏi trầm trồ khen ngợi ngoại hình và khí chất của cả hai nhân vật chính là Cố Phi và Tưởng Thừa dưới sự hóa thân của Vương An Vũ và Phạm Thừa Thừa. Kiểu tóc của Cố Phi trong Vai trái có cậu vẫn là đầu đinh giống như Tưởng Chính Hằng trong Trăm năm hòa hợp ước định một đời. Tuy cùng một kiểu tóc, nhưng tính cách, tâm lý của hai nhân vật lại khác nhau hoàn toàn. Nếu như Tưởng Chính Hằng nghịch ngợm lém lĩnh, thì Cố Phi lại mang tới cho khán giả một cảm giác thâm trầm, ấm áp.